Đường huyết tăng ảnh hưởng tới huyết áp, ăn gì để kiểm soát? Bệnh tiểu đường không được điều trị hoặc không được kiểm soát sẽ dẫn đến lượng đường trong máu cao mãn tính. Khi lượng đường dư thừa lưu thông qua máu, các mạch máu nhỏ sẽ bị tổn thương. Khi các mạch máu bị tổn thương, chúng sẽ bị cứng và hẹp lại, cuối cùng dẫn đến tình trạng huyết áp cao. Vì vậy, đường huyết cao có mối liên hệ đặc biệt, làm tác động tới huyết áp của bạn. Nếu muốn huyết áp không tăng cao, bạn cũng nên chú ý tới lượng đường huyết trong cơ thể. Để phòng ngừa tình trạng tăng đường huyết và cao huyết áp, bạn nên tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng và xây dựng một chế độ ăn uống lành mạnh. Dưới đây là một số loại thực phẩm có lợi cho việc kiểm soát lượng đường trong máu và có lợi cho người huyết áp cao: cá, da cầm, trứng, đậu và đậu lăng, rau lá xanh, cà chua, súp lơ, cam, quả mọng, quả bơ, khoai tây và khoai lang, các loại hạt, sữa chua, quả ô liu và dầu ô liu, ngũ cốc nguyên hạt yến mạch, hạt dưa mạch, lúa mạch.